Đây là chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, hôm nay ngày 3 tháng 3, tất cả thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong chương trình thời sự hôm nay có phóng sự Tuổi trẻ châu đốc sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Ông Trần Quốc Tứng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Châu Đốc chủ trì cuộc họp. Thời gian qua, thành phố Châu Đốc đã đẩy mạnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 bước đầu đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Đến nay, Châu Đốc chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm sắp COVID-2. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch COVID-19 trên thế giới và nhất là tại Campuchia, sau ngày 20 tháng 2 năm 2021, Campuchia có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Phnom Penh và can Đan. Nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Trần Quốc Tuấn đề nghị các ban ngành đoàn thể cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông người chủ động phát hiện, thông báo ngay cho cơ quan chức năng các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, các phường xã trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các phường xã giáp biên giới, cần thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện nghiêm giải pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Không qua lại biên giới trái phép, nếu có người từ biên giới hay nơi xảy ra dịch bệnh về thì dẫn động họ chủ động khai báo y tế, đồng thời phát huy vai trò trong cộng đồng về việc tố giác các trường hợp có người qua lại biên giới trái phép hay người về từ nơi có dịch bệnh bên cạnh đó thành phố kiện toàn hai đội liên ngành thành phố tuần tra nhắc nhở hướng dẫn và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo đúng quy định song song đó sẽ kiểm tra các nhà hàng khách sạn quán ăn dịch vụ siêu thị các cửa hàng tiện ích chợ, các cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo, các khu du lịch quốc gia và các trường học về công tác thực hiện biện pháp 5K. Đặc biệt, tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tiếp tục phun xịt khử khuẩn hai lần một tuần, duy trì thực hiện nghiêm giải pháp 5K, nhất là việc đeo khẩu trang của du khách. Ngoài ra, công an thành phố tiếp tục tăng cường phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam đảm bảo môi trường du lịch an toàn cho người dân và du khách Ngày 2 tháng 3 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B tuyên truyền kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam cho các chị em phụ nữ trên địa bàn phường Châu Phú B. Tại buổi tuyên truyền, các chị em phụ nữ cùng nhau ôm lại truyền thống ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp quá hiện đại quá đất nước sự đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tuyên truyền cách sắp xếp tổ chức cuộc sống tác động của việc rèn luyện bốn phẩm chất đạo đức tự tin tự trọng trung hậu đảm đang trong việc sắp xếp và tổ chức cuộc sống gia đình vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc Buổi tuyên truyền nhằm giúp cho chị em có thêm kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và giúp cho chị em phấn đấu rèn luyện theo bốn phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong thời kỳ mới hưởng ứng các hoạt động tháng thanh niên năm 2021, thực hiện chương trình thắp sáng biên cương, đồn biên phòng Vĩnh Quân, phường đoàn Vĩnh Quân vừa tiếp nhận 10 bóng đèn năng lượng mặt trời. Theo đó, đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Quân đã lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời tại chốt gạch cây gáo thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Quân với tổng trị giá 20 triệu đồng từ nguồn của tỉnh đoàn An Giang hỗ trợ. Công trình được thực hiện nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ, Trực chốt biên giới có thêm điều kiện nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24 trên 24, nhất là các tuyến đường mòn lối mở, tổ chức kiểm soát chặt các chốt chặn dọc bờ sông để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua lại tuyến biên giới, đồng thời tuyên truyền cho người dân cảnh giác và thực hiện nghiêm giải pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Để tạo nguồn vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho Phú B thành lập 3 tổ hùng vốn không tính lãi với 135 thành viên tham gia. Hàng tuần các hội viên trong tổ hợp mặt tuyên truyền và triển khai số vốn góp, mỗi lần góp 100.000 đồng trên một chị. Trong tuần giải quyết được cho 3 chị có nhu cầu về vốn, các chị sẽ được rút thăm và nhận được số vốn là khoảng 3 triệu 500 nghìn đồng trên một chị. Thông qua hoạt động tổ hùng vốn không tính lãi, nhiều chị em hội viên phụ nữ có thêm nguồn vốn để buôn bán nhỏ, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó giúp cho các chị em thoát nghèo bền vững và tích cực tham gia vào hội. Tỉnh đoàn An Giang vừa đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Vĩnh Quân nhân tháng thanh niên năm 2021. Dịp này, tỉnh đoàn An Giang đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình chính sách ở phường Vĩnh Quân. Qua đó, thể hiện lòng tri ân của thế hệ trẻ hôm nay với những gia đình có công với đất nước nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931. 26 tháng 3, 2021 và các hưởng ứng hoạt động trong tháng thanh niên năm 2021 tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn phường Châu Phú B xảy ra 4 ca tay chân miệng, 4 ca sốt xuất huyết và xuất hiện 3 ổ dịch. Nhằm chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, trạm y tế phường Châu Phú B kết hợp cùng các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã tích cực chủ động phòng chống dịch bệnh, thường xuyên kết hợp với 14 khóm trên địa bàn ra quân vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện các biện pháp loại trừ lăng quăng, làm sạch cảnh quan môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải giúp cho người dân nâng cao nhận thức, tự giác các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, đồng thời thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện các ca bệnh để xử lý, không để dịch bệnh lan rộng. Sáng ngày 2 tháng 3 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường cho Phú A tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường cho Phú A đã thăm hỏi và động viên các gia đình an tâm tư tưởng, luôn là hậu phương vững chắc để con em mình yên tâm lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc đồng thời chia sẻ các hoạt động môi trường quân đội để các thanh niên khi tham gia nghĩa vụ không bị bỡ ngỡ và động viên các thanh niên cố gắng phát huy năng lực để học tập rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tham gia tại ngũ xứng đáng với truyền thống của quê hương châu đốc anh hùng qua đó, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, dướng mắt của gia đình, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để 100% thanh niên trúng tuyển tự tin, phấn khởi lên đường làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc vào sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực thông qua công tác củng cố, nâng cao chất lượng khu dân cư, văn hóa gia đình văn hóa. Đến nay, toàn thành phố có 100% ấp khóm đạt chuẩn văn hóa, gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 96% và 100% cơ quan, đơn vị văn hóa, chất lượng gia đình văn hóa, ấp khóm đạt chuẩn văn hóa ngày được nâng cao. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, kinh tế từng bước được ổn định và phát triển. Nhiều địa phương đã gắn kết với việc thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xây dựng nhiều mô hình làm ăn, sản xuất, nuôi trồng có hiệu quả. Để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, ngành du lịch thành phố Châu Đốc đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong tình hình mới, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương. Châu Đốc là địa phương có nhiều di tích lịch sử gian quá và làm thắng cảnh nổi tiếng, đặc biệt là khu du lịch quốc gia núi Sam. Do đó, vào những ngày cuối tuần là thời điểm lượng du khách đến tham quan, du lịch tại địa phương tăng rất cao. Tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021, lượng khách đến tham quan các khu du lịch quốc gia núi Sam là 91.100 lượt người. Thu phí tham quan được 2 tỷ 394 triệu đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, thu phí tham quan được 5,886 tỷ đồng. Theo ban quản lý khu di tích văn hóa lịch sử và du lịch núi Sam, để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, ban quản lý khu đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn hàng ngày và trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực công cộng. Bên cạnh việc đo thân nhiệt cho khách du lịch ban quản lý cũng tăng cường cán bộ nhân viên trực kiểm soát nhắc nhở khách du lịch đeo khẩu trang thực hiện rửa tay bằng nước khử khuẩn và giữ khoảng cách an toàn theo quy định ngoài ra cán bộ nhân viên khu du lịch cũng thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của khách du lịch và người lao động để thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng khi có dấu hiệu như ho sốt khó thở không chỉ ở khu du lịch quốc gia núi Sam, tất cả các khu điểm du lịch khác trên địa bàn thành phố Châu Đốc cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, yêu cầu hành khách thực hiện các quy định như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình tham quan. Để ổn định tình hình và tạo môi trường du lịch an toàn hấp dẫn, ban quản lý tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh lây lan qua hoạt động du lịch. Việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu điểm du lịch sẽ góp phần xây dựng thành phố Châu Đốc trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện nhằm giúp cán bộ hội viên đoàn viên thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng để bầu chọn, ban thường vụ thành đoàn châu đốc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai đến các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc trong thành phố. Theo đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 1 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021 sẽ tuyên truyền về các quy định của pháp luật, kế hoạch hướng dẫn về bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, những thành tựu của quốc hội do hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Nhất là tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân toàn thành phố trong ngày bầu cử. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021, tuyên truyền về sự tham gia tích cực chủ động của tuổi trẻ và nhân dân đối với cuộc bầu cử quá trình tổ chức bầu cử của các địa phương trong toàn thành phố tập trung thông tin tuyên truyền kết quả bầu cử danh sách những người trúng cử trong đó có các đồng chí trong độ tuổi thanh niên cán bộ đoàn hội đội sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong toàn thành phố chào mừng thành công cuộc bầu cử hình thức tuyên truyền phong phú sinh động thông qua các hội thi hội diễn phát tờ rơi tờ gấp tuyên truyền và bầu cử đến từng hộ gia đình qua các kênh thông tin của đoàn, nhất là các trang mạng xã hội do các cấp bộ đoàn quản lý. Dụ lúa đông xuân 2020-2021, nông dân các vườn xã trên địa bàn thành phố châu đốc gieo xạ trên 6.500 hecta đạt 100% kế hoạch. Hiện lúa đang trong giai đoạn mạ để nhánh, đồng đến chỗ lúa đang phát triển tốt. Những ngày qua trên địa bàn thành phố sáng sớm có sương mù, độ ẩm thấp. Theo số liệu thống kê, có khoảng 72 hecta lúa bị nhiễm đạo ôn lá, sâu cuốn lá, ốc bu vàng, chuột gây hại nhưng ở mức độ nhẹ. Theo dự báo, thời gian tới, rầy nâu, mũi hành xuất hiện gây hại, các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp, nông dân cần chủ động phòng ngừa. Để bảo đảm vụ đông sương đạt thắng lợi trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc bảo vệ đồng ruộng nhằm kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nhưng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc đã triển khai tốt các quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, thanh niên thành phố Châu Đốc sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2021, 104 thanh niên thành phố Châu Đốc trong tư thế sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi tên. Đề cập nội dung này trong chương trình thời sự hôm nay có phóng sự Tuổi trẻ châu đốc sẵn sàng lên đường khi tổ quốc gọi tên. Với mục tiêu tuyển người nào chắc người đó, thời gian qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố châu đốc tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, luật nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ, niêm yết công khai về tiêu chuẩn tuyển chọn, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám tuyển, danh sách tạm miễn, tạm quản thực hiện nghĩa vụ quân sự trong năm 2021 tại các phường xã. Công tác xét duyệt chính trị đều đảm bảo công bằng dân chủ, công khai. Các cơ sở tổ chức gặp trực tiếp công dân và gia đình, thực hiện tốt nội dung ba gặp bốn biết, công tác bình cử công dân theo phương châm công khai, công bằng dân chủ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ quy quân sự thành phố Châu Đốc hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về nội dung phương pháp, thời gian, trách nhiệm, địa điểm trong tuyển chọn và giao quân năm 2021. Năm nay, toàn thành phố cho đốc tổ chức giao 104 thanh niên nhập ngũ, bảo đảm giao quân đủ chỉ tiêu. Trong đó, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh là 40 thanh niên, bộ chỉ huy quân sự tỉnh 45 thanh niên và công an tỉnh 19 thanh niên. Những thanh niên nhập ngũ là những người ưu tú, khỏe mạnh, có trình độ văn hóa từ trung học phổ thông trở lên. Trong đó có 9,6% thanh niên có trình độ chuyên môn về kỹ thuật đại học, cao đẳng và trung cấp đa số các thanh niên đều tình nguyện nhập ngũ, phục vụ lâu dài trong quân đội. Các thanh niên đều xác định thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ tổ quốc là nhiệm vụ thiên liêng, là niềm tự hào của tuổi trẻ trong thời đại Hồ Chí Minh. Mọi người đều nhận thức được rèn luyện thử thách trong môi trường quân đội, vừa là nghĩa vụ, vừa là sự trải nghiệm quý báu, giúp mình trưởng thành, trở thành công dân tốt, có thêm nghị lực lập thân, khởi nghiệp trong tương lai. Thanh niên Lê Quốc Dĩ, Khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, chia sẻ cảm nghĩ của mình trước khi lên đường nhập ngũ. Em rất vui sướng và phấn khởi khi đại diện cho gia đình và địa phương tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021. Khi vào môi trường quân đội, em xin hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với câu nói của bác, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Ngoài ra, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc và các phường xã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cho thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân mỗi thanh niên được hỗ trợ 1 triệu 400 ngàn đồng và một phần quà. Bên cạnh đó, trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ, thành đoàn Châu Đốc đã trao tặng 34 phần quà cho thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Châu Đốc thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày tổ chức giao nhận quân, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ triển khai thực hiện chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, quản lý chặt chẽ số công dân trúng tuyển đi làm ăn xa ngoài tỉnh, lập tờ khai y tế để theo dõi quản lý, lễ giao nhận quân được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo an toàn chất lượng. Hôm nay, 104 thanh niên trúng tuyển đã chuẩn bị tư tưởng, vật dụng cần thiết, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ thiên niên với non sông đất nước. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc, có lời lời động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ thay mặt hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tôi kêu gọi thanh niên xuân phong thi hành nghĩa vụ quân sự phải luôn giữ vững lập trường chính trị an tâm tư tưởng trong suốt thời gian phục vụ tại ngũ cũng như tham gia lực lượng dân quân tự vệ tích cực rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống của người chiến sĩ cách mạng đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau chấp hành nghiêm điều lệnh điều lệ tổ chức kỷ lực của quân đội nhiệm vụ dân quân tự vệ ra sức phấn đấu học tập rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, quân sự, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc và thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế. Luôn giữ vững và phát huy truyền thống phẩm chất tốt đẹp, anh bộ đội Cù Hồ mãi mãi xứng đáng với truyền thống quê hương Châu Đốc anh hùng giàu đẹp. Đảng bộ, nhân dân thành phố Châu Đốc và gia đình các đồng chí luôn quan tâm và biểu dương các đồng chí. Chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và quân đội, công an nhân dân nói chung, nhân dân thành phố Châu Đốc nói riêng. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhiệt quyết của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú của quê hương thành phố Châu Đốc sẽ tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, mong muốn đem sức trẻ, tài năng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã khiến người dân, du khách lo ngại, hạn chế đến các điểm vui chơi, khu du lịch. Tuy nhiên, tại thành phố Châu Đốc, An Giang, trong những ngày đầu năm mới, khách hành hương dẫn về dế bà chúa xứ núi Sam. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn nghe bài Dế bà chúa xứ núi Sam đầu năm mới. Châu Đốc nổi tiếng là thành phố du lịch tâm linh, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhất là vào thời điểm Tết Nguyên Đán đến tháng Tư âm lịch hàng năm đến thành phố Châu Đốc vào những ngày đầu năm mới theo ghi nhận của phóng viên tại các khu di tích lịch sử văn hóa các khu điểm du lịch vẫn hoạt động bình thường tại miếu bà chuối xứ núi sam để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 ban quản trị lăng miếu đã bố trí nhân viên trực trước cổng các lối ra vào để xịt nước sát khuẩn tay và nhắc nhở du khách đeo khẩu trang đúng cách trong khuôn viên có bố trí nhiều bồn rửa tay cho du khách. Sau khi thực hiện khâu sát khuẩn tay, du khách đến khu vực chánh điện để thực hiện việc cúng dường, trả lễ, xin lọc bà. Ở khu vực chánh điện, các mâm heo quay, dịch quay, trái cây, muối, gạo, nhang, đèn đầy ắp trên bàn. Nhiều du khách phải đứng chờ đến lượt bày biện mâm lễ vật. Các bình hoa cắm đầy hoa quệ đỏ, huệ trắng, hoa ly ly, hoa cúc, các tường vừa thực hiện nghi thức cúng trả lễ bà trong lúc chờ lấy mâm heo quay chị trần thị ngọc ngụ huyện dũng liêm vĩnh long cho biết mấy năm trước mùng hai tết là gia đình tôi đến cúng trả lễ và thỉnh lộc bà để cầu bà phù hộ cho gia đạo trong năm mới được bình an kinh doanh thuận lợi nhưng năm nay lo ngại dịch bệnh covid 19 và sợ lượng du khách đông trong những ngày nghỉ tết nên đến hôm nay gia đình tôi mới đi cúng có lẽ nhiều người cũng có tâm lý lo ngại dịch bệnh nên tôi thấy lượng người đến cúng bà không đông bằng những năm trước. Vừa bưng mâm trái cây, vừa ngồi nghỉ mệt, ông Ngô Quang Thảo ngụ thành phố Rạch Giá, Kiên Giang bộc bạch. Tôi thấy trong khu vực chánh điện có nhiều người đang cúng, ai cũng đeo khẩu trang. Mặc dù nghe tình hình dịch bệnh cũng lo lắm, nhưng biết An Giang vẫn an toàn nên tôi phải đến cúng bà. Năm rồi, dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng việc kinh doanh bán hải sản của gia đình dẫn khóa nên tôi đến để cảm tạ bà theo thông lệ tháng giêng hàng năm gia đình tôi đến cúng bà đầu năm mới nhiều sức khỏe dịch bệnh qua mau để làm ăn thuận lợi không chỉ có những du khách đến khấn nguyện cầu cho việc làm ăn thuận lợi nhiều người còn mong bà chứa xứ núi sam phù hộ cho con cái học tốt thi đỗ thi cử đỗ đạt cô mai thị tuyết ngụ thành phố sóc trăng sóc trăng cho biết con gái tôi ra trường được 3 năm mà chưa xin được việc làm đúng theo ngành đã học. Tôi thuê xe đưa cháu đến đây cúng vào năm ngoái, tháng 8 năm 2020. Cháu được tuyển dụng đúng ngành nghề đã học, lương bổng ổn định. Tôi và cháu đến cảm ơn bà. Tôi rất hài lòng việc lãnh đạo lăng miếu cho nhân viên đứng ở cổng để xịt nước sắt khuẩn tay cho du khách. Dù trời nắng, nhưng mấy chú vẫn làm tốt công việc của mình. Có lẽ vì vậy mà du khách đến đây ý thức trong việc đeo khẩu trang. Điều quan trọng bây giờ là phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở nơi đông người. Bên cạnh việc cúng tế, nhiều người còn xin lọc bà để cầu may mắn. Tại khu vực phát lọc bà lúc nào cũng đắt khách. Không chỉ xin lọc bà, nhiều du khách còn xin nhân viên, lăng miếu, dài trái quýt, thanh long, táo đỏ hoặc một hai cành hoa vừa cúng trên bàn để lấy hên. Theo ban quản trị lăng miếu, bà chúa xứ núi Sam, từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Tân Sửu đã có trên 84.300 lượt khách đến cúng bà, nhiều nhất vào ngày mùng 4 Tết với hơn 26.700 lượt khách. Mặc dù lượng khách đến cúng nhiều nhưng tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, các tuyến đường không xảy ra tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài. Để nâng cao ý thức bảo vệ bản thân cho người dân, du khách trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thời gian tới, thành phố Châu Đốc tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến nhân dân, du khách các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 khi đến các di tích, khu du lịch. Đẩy mạnh công tác quản lý, phối hợp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, nhất là ở các di tích, khu, điểm, du lịch. Quý vị và các bạn nghe đài thân mến, đã thành truyền thống nhiều năm qua, vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Châu Đốc lại cùng các đoàn công tác xã hội từ thiện, các tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố Châu Đốc trao những phần quà xuân đậm nghĩa tình cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp họ phần nào dơi đi nỗi lo cơm áo gạo tiền trong ngày Tết. Sau đây kính mời quý vị và các bạn nghe bài, năm 2021, Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc chung tay chăm lo Tết cho người nghèo. Với phương châm mọi người mọi nhà đều có Tết, những phần quà Tết chứa đựng nghĩa tình này được trao đến tận tay các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, góp phần không nhỏ làm ấm lòng những người không may trong những ngày cận Tết. Điều đáng mừng, thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đã phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Dịp Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu năm 2021, trên địa bàn thành phố Châu Đốc có hàng trăm người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, được cộng đồng quan tâm, chăm lo, chia sẻ bằng nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Để chuẩn bị cho phong trào Tết năm 2021, ngay từ đầu tháng 12 năm 2020, Hội chữ thập đỏ thành phố Châu Đốc đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu năm 2021. Đồng thời, thành hội xây dựng chỉ tiêu dựa vào khả năng dẫn động nguồn lực tại địa phương và có văn bản hướng dẫn các phường xã triển khai thực hiện phong trào. Theo đó, từng cấp hội vừa tự lực vận động nguồn lực, vừa thực hiện vai trò cầu nối, trao quà Tết cho các đối tượng hưởng lợi từ phong trào, cũng như khảo sát đối tượng và tổ chức trao quà Tết với tổng giá trị thực hiện Tết vì người nghèo và nạn nhân gia cam Xuân Tân Sửu 2021. Các cấp hội thực hiện được 701 triệu 825 000 đồng, giúp cho 1.983 người đạt 175% so với chỉ tiêu tỉnh hội giao cụ thể các cơ sở hội xã phường tổ chức vận động kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ quà tết cho cán bộ hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ và hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 1.184 phần quà cất mới một căn nhà tình thương tặng 10 bộ quần áo mới và khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 200 người với giá trị thực hiện là triệu 050 000 đồng giúp cho 1.395 người thành hội tặng 145 bộ quần áo mới và tổ chức đoàn thăm hỏi tặng 443 phần quà và tổ chức đoàn thăm hỏi tặng 443 phần quà cho cán bộ hội viên, tình nguyện viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn thành phố với giá trị chung là 190 triệu 775 000 đồng, giúp cho 588 người. Các cấp hội phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã phường tổ chức vận động và cấp phát quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn với giá trị hàng tỷ đồng. Qua đó, các cấp hội đã vận động hỗ trợ 1.627 phần quà, 155 bộ quần áo mới, cất mới một căn nhà tình thương, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người nghèo, cận nghèo khó khăn và cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động thường trực thành hội đã có kế hoạch hướng dẫn cho các đơn vị triển khai phong trào và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị theo đó hội quán triệt sâu sắc tuyên truyền đến tận các chi tổ hội và chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cấp hội đã chủ động phối hợp tổ chức sớm các hoạt động, tập trung các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, không để họ vì hoàn cảnh mà không được vui xuân đón Tết. Đến nay, các cơ sở hội đã vận động và tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình, đạt và dược so với kế hoạch đề ra. Những phần quà không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần nhằm chia sẻ những khó khăn trong dịp Tết với gia đình nghèo trong thành phố. Được biết phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Hội chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng từ năm 1999. Qua 22 năm, đến nay đã trở thành hoạt động thường niên của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp. Trong nhiều năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ nhiều sức quà cho người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội được vui xuân đón Tết. Phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được nhiều kết quả thiết thực, trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố. thưa quý vị và các bạn thời gian qua các lực lượng chức năng phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể phường vĩnh quân đã tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ trên các chốt trạm tuyến biên giới trong đó có sự tham gia của những người lính áo xanh không mang quân hàm Lực lượng dân quân tự vệ họ có mặt tại các chốt biên giới làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp tuần tra tại các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khu vực biên giới. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn nghe bài những chiến sĩ dân quân trong trận chiến phòng chống dịch COVID-19. Trong những ngày này, vai trò xung kích của lực lượng dân quân đang được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng dân quân phường Vĩnh Quân đã tham gia cùng với biên phòng, quân sự, công an, tổ chức kiểm soát các chốt 24 trên 24, ra soát các trường hợp ra vào địa bàn, thành lập 7 chốt tuần tra kiểm soát dọc tuyến biên giới trên địa bàn. Bên cạnh đó, dân quân tại các khóm phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách phòng chống dịch bệnh, hạn chế ra khỏi địa bàn khi không cần thiết, thực hiện nghiêm giải pháp 5K. Đã hơn 2 tháng nay, cán bộ chiến sĩ phường Vĩnh Quân đã thường xuyên túc trực cùng các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, giới quyết tâm chống dịch như chống giặc, không để người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Gấp phần cùng địa phương trung tay kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài các lực lượng chính quy, mỗi ngày có bảy chiến sĩ dân quân tự vệ phường Vĩnh Quân tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Do địa bàn có nhiều đường mòn lối mở, nên những người lính áo xanh không mang quân hàm đã và đang quyết tâm bám chốt, bám địa bàn, chung tay tạo thành lá chắn vững chắc bảo vệ an toàn tuyến biên giới trên địa bàn phường. Hiểu được sự giấc giả của các bộ chiến sĩ ở chốt, lãnh đạo các đơn vị địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần từng người. Cuộc chiến chưa có ngày kết thúc thì họ càng phải nâng cao tinh thần, khắc phục khó khăn, bám trụ nơi biên giới. Đồng chí Trần Quốc Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự Phường Vĩnh Quân cho biết các chiến sĩ dân quân luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, bất kể ngày hay đêm, luôn có mặt 24 trên 24, phối hợp cùng bộ đội biên phòng trực tại 7 điểm trên tuyến biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, để nâng cao tinh thần sung kích, đi đầu của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh Quân đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức, hiểu rõ tính chất nguy hiểm, cơ chế lây lan và cách phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm với các cấp các ngành trong toàn thành phố, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tuần tra, kiểm soát địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân ở địa phương. Bằng tinh thần, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của người lính, lực lượng dân quân vẫn đang thầm lặng làm nhiệm vụ trên biên giới, ngăn chặn không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép xảy ra, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa gió nhưng những chiến sĩ vẫn đang nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, qua đó góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.